Vâng, xin được kính chào quý anh chị em quay trở lại với kênh của Em Tới Ô Tô tại địa chỉ cơ sở 2 số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ của em là 0977 500 055. Thì ngày hôm nay em xin giới thiệu cho quý anh chị một mẫu xe Toyota Rút được sản xuất 2018 nhập Indo quý anh chị nhá, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Thì mời quý anh chị cùng xem qua một mẫu xe mới về đến bên em. Một mẫu xe MPV 7 chỗ tiện ích cho gia đình. Phần đầu của chiếc xe quý anh chị có thể nhìn rõ hơn ạ. Trời mới mưa xong thì mới có vài hạt mưa ở trên lắp capo và cũng như là trên xe. Biểu tượng Toyota. Cụm đèn trước được trang bị đèn LED quý anh chị nhá, và giải đèn LED ban ngày. Ngoài ra thì xe được trang bị đèn gầm đây ạ. Quý anh chị có thể nhìn rõ thân xe. Thân xe có đường gập gân nổi thì rất là đối xứng cân nhau nhá quý anh chị nhá. Lốp nguyên bản theo xe với mâm 17 inch quý anh chị nhá. Cùng phân khúc này thì quý anh chị có thể mua được Xpander cũng như là Innova. Nhưng mà một chiếc xe nhỏ gọn nhập vậy với có giá vô cùng tiện, vô cùng hợp lý. Được trang bị ghế da đây ạ. Hộp số tự động 5 cấp. Xin lỗi quý vị, hộp số tự động 4 cấp ạ. Phanh tay, bệ để tay và ngoài ra lên phụ kiện cho xe. Màn hình Android, điều hòa tự động. Tắp đi cửa. Hóa ra nhé quý anh chị, gương kính được chỉnh điện và lẹp chân kính nhìn rất là đẹp luôn. Tay nắm cửa được có khóa cửa một chạm này quý anh chị nhé. Ngoài ra có ốp chắn chống xước. Phụ kiện theo xe rất là nhiều. Xe có ốp bậc, được trang bị ốp bậc lên xuống luôn ạ. Rè chắn mưa rất là tiện. Những ngày trời mưa thì quý anh chị có rè chắn mưa này thì nó rất là hữu dụng nha quý anh chị nhá. Đằng sau còn có cổng sạc 12V, cổng 12V và đầu sạc USB. Vô lăng em bỏ ra để cho nó mới hơn thôi quý anh chị nhá. Chứ bọc vô lăng thì về nguyên bản thì em vẫn để lại. Ngoài ra ghế da rất là mới luôn ạ. Cửa gió sau. Bình xăng của chiếc xe đây thì ở bên tay phải này nha quý anh chị. Cụm đèn sau đây ạ. Ngoài ra thì phanh trên cao. Thêm vào đó camera lùi và cảm biến sau. Ốp bậc chống xước. Đây gầm xe đây quý anh chị nhá. Gầm xe rất là chắc và còn mới. Lốp sơ cua treo. Hàng ghế thứ 3 đây ạ. Sờ rất là mịn và chắc da. Phụ kiện theo xe cũng khá là nhiều. Đây mời quý anh chị vào hàng ghế lại. Ghế lái ạ. Đây ạ. Quý anh chị nhìn rõ hơn, gương kính chỉnh điện ở bên tay trái. Ghế lái tam ly. Tắp đi cửa. Quý anh chị có thể nhìn rõ hơn cái keo chỉ ở phía màn hình nhỏ của em. Keo chỉ em cam kết cho quý anh chị. Xe nhập và sản xuất 2018 ạ. Ghế da, vô lăng bọc da đây ạ. Tích hợp với phím bấm. Xe chạy được 5 vạn rồi quý anh chị nhá. Màn hình Android kết nối Bluetooth. Em nổ máy quý vị nghe. Xe chạy được 5 vạn rồi quý anh chị nhá. Gương kính tự động mở, điều hòa Toyota rất là mát. Em mời quý anh chị xem khoang máy động cơ. Đây quý anh chị có thể nhìn rõ hơn.
Máy rất là mới sáng nhá. Ốc với đinh táng thì quý anh chị yên tâm là cũng như là tháo cổ máy, bên em cam kết cho quý anh chị là xe không tai nạn đâm đụng ngập nước, giấy tờ an ninh pháp lý đầy đủ rõ ràng, xe không bị thủy kích, không ngập nước. Chiếc xe này bên em đang có giá bán là 578 triệu đồng. Quý anh chị có thiện chí thì em vẫn gọi điện thoại vào số điện thoại 0977 500055. Em sẽ tư vấn hỗ trợ cho quý anh chị. Rất mong quý anh chị ủng hộ kênh Cho Em Tới Ô Tô. Thì em sẽ tặng cho quý anh chị nếu đăng ký và like kênh của em là từ 5 đến 15 triệu. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị. Xin cảm ơn.